Kính chào các đồng chí và các bạn. Chuyên mục An ninh Quảng Bình kỳ này có những nội dung chính sau: phần tin hoạt động của các lực lượng công an trong tỉnh, gương sáng về vị linh mục ở xứ Liên Hòa có nhiều đóng góp trong sự phát triển ở địa phương, ghi nhận về tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ công an Quảng Bình với nhiều hoạt động thiết thực giúp bà con nhân dân xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. Sau đây là nội dung chi tiết. Các đồng chí và các bạn thân mến, Công an tỉnh vừa tổ chức sơ kết công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội 6 tháng đầu năm 2014. Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục 7 Bộ Công an, Thiếu tướng Tư Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị. 6 tháng đầu năm 2014, cùng với đội ngũ quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Quảng Bình đã triển khai nhiều biện pháp công tác mang lại hiệu quả cao. Trong đó đã tập trung làm tốt các mặt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thực hiện nghị định số 36 CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác phòng chống cháy nổ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục 7 Bộ Công an đã đánh giá cao sự nỗ lực của lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Bình, bên cạnh một số tồn tại còn hạn chế, cần khắc phục. Đồng chí mong muốn thời gian tới, lực lượng quản lý hành chính của Công an Quảng Bình cần phối hợp thực hiện tốt các chỉ thị, kế hoạch, văn bản trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, từng bước nâng cao có hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. Thưa các đồng chí và các bạn, tiếp tục các hoạt động tri ân đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Vừa qua, Công an Quảng Bình phối hợp với Đoàn Công an Nhân dân, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có các hoạt động hết sức thiết thực để tri ân đối với những gia đình, những cán bộ chiến sĩ ưu tú của lực lượng công an đã cống hiến hết mình vì sự bình yên của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Sẻ chia những khó khăn thiếu thốn và động viên các gia đình thương binh bệnh binh nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn cán bộ chiến sĩ thuộc Công đoàn Công an Nhân dân đã hỗ trợ và tiến hành bàn giao xây dựng hai nhà tình nghĩa cho hai gia đình ông Nguyễn Xuân Hòa ở xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa và gia đình ông Trần Ngọc Chuyển ở xã Tân Minh, huyện Quảng Ninh, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Dịp này, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao 5 suất quà, trị giá mỗi suất quà là 3 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ một phần khó khăn trong cuộc sống đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ công an trên địa bàn tỉnh, và trao số tiền 70 triệu đồng cho gia đình bà Trần Thị Hồng Nhu ở phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, là em gái của liệt sĩ Trần Văn Nhâm, có cuộc sống khó khăn, cần sự giúp đỡ để xây dựng nhà tình nghĩa. Cũng trong dịp này, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã đến thăm và trao quà cho gia đình ông Ngô Quang Sen ở xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy. Ông là cán bộ công an nghỉ mất sức, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Các đồng chí và các bạn thân mến, một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần vào sự thành công của đợt diễn tập khu vực phòng thủ năm 2014 của Công an tỉnh là các hoạt động của công tác hậu cần kỹ thuật, phục vụ diễn tập để lại ấn tượng tốt đẹp với lực lượng vũ trang trong tỉnh. Xác định được tầm quan trọng của đợt diễn tập khu vực phòng thủ năm 2014. Chính vì vậy, ngoài sự sắp xếp thời gian bố trí cán bộ chiến sĩ tham gia luyện tập đầy đủ theo kế hoạch, Ban Chỉ huy Phòng Hậu cần Kỹ thuật còn quan tâm đầu tư, đề xuất nhiều phương tiện, trang thiết bị hiện đại khác phục vụ tập luyện và diễn tập đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, lực lượng hậu cần kỹ thuật đã bố trí cán bộ chiến sĩ đào hàng trăm mét hầm, dựng nhiều lán trại, đảm bảo theo yêu cầu của kế hoạch diễn tập đề ra. Phát huy vai trò trách nhiệm của mình, mỗi cán bộ chiến sĩ hậu cần kỹ thuật được phân công phục vụ diễn tập đã luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự thành công của đợt diễn tập khu vực phòng thủ năm 2014 của Công an tỉnh Quảng Bình nói riêng, diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh Quảng Bình nói chung. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm tài sản, gây nhiều lo lắng trong nhân dân. Trước tình hình này, Công an huyện Lệ Thủy đã tập trung đấu tranh làm rõ nhiều nhóm tội phạm, gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn được nhân dân khen ngợi, đánh giá cao. Hình ảnh mà quý vị đang xem là các đối tượng gồm Lê Đình Kỳ, sinh năm 1995, ở Sen Thủy, Võ Văn Quân, sinh năm 1992, ở Ngư Thủy Bắc, và Bùi Văn Hà, sinh 1994, và Nguyễn Văn Thắng, sinh 1993, ở xã Hòa Thủy, huyện Lệ Thủy, đã cùng đồng bọn gây ra các vụ trộm tài sản trên địa bàn huyện Lệ Thủy xảy ra trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2014.
tài sản mà các đối tượng lấy chủ yếu là xe máy, vi tính, điện thoại di động, vàng và nhiều loại tài sản khác. Công an huyện Lệ Thủy đã làm các thủ tục trao trả lại tài sản cho người bị mất. Tuy nhiên, qua các vụ việc này cũng thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự sơ hở, chủ quan, mất cảnh giác của người dân khi bảo quản tài sản của mình. Nên chăng, để hạn chế được tình trạng trộm cắp tài sản, người dân phải nâng cao hơn nữa ý thức bảo quản tài sản, nhất là khi bị mất cắp, cần phải kịp thời trình báo, phối hợp cùng lực lượng công an, đấu tranh, truy tìm thủ phạm, góp phần giữ vững sự bình yên trên địa bàn. Các đồng chí và các bạn thân mến, hơn 6 năm qua, Linh Mục Hồ Thái Bạch đã gắn bó với mảnh đất xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch. Ông đã có nhiều đóng góp để đà và đời luôn gắn bó, chung sức với bà con xây dựng giáo xứ Liên Hoàn ngày càng phát triển ấm no hạnh phúc. Về xã Quảng Trung, mất 10 phút đi đò, chúng tôi mới đến được giáo xứ Liên Hòa. Cuộc sống của bà con giáo dân nơi đây đã đổi thay, nhiều gia đình xây được nhà 2 tầng, nước sạch về tận từng hộ gia đình. Cái khó tuy vẫn còn, nhưng cái nghèo thực sự bớt đi nhiều. Người đầu tiên mà bà con giáo dân nhớ ơn là Linh Mục Hồ Thái Bạch. Khi nhận nhiệm vụ làm quản sứ, giáo xứ Liên Hòa cảm nhận cuộc sống của bà con giáo dân nơi đây còn vất vả. Linh Mục Hồ Thái Bạch đã trăn trở rất nhiều, làm sao để giúp đỡ bà con giáo dân có điều kiện phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ông đã cùng với chính quyền địa phương vận động bà con giáo dân liên kết các hộ gia đình đóng góp vốn, vay vốn ngân hàng, đầu tư mua sắm tàu lớn, ngư lưới cụ. Từ chỗ bà con giáo dân phải đi đánh cá thuê, thanh niên trong giáo xứ bỏ làng đi xuất khẩu lao động. Đến nay, giáo xứ Liên Hòa đã có 17 tàu đánh bắt hải sản, tạo được công ăn việc làm, có thu nhập, kinh tế khá giả cho người dân. Được giáo xứ về đây thì giáo xứ cũng dẫn dắt thì chả giờ đây là xin vốn này vốn khác đây là cũng làm cho động viên cho giáo dân ở trong xứ này đóng thêm ghe gỗ tàu bè là động viên cái này thì cả cái chăn nuôi rồi là mọi thứ nên là cuộc sống dân mỗi ngày mỗi tiến triển hơn. Giới thiệu cho chúng tôi xem những chiếc tàu đánh cá với đầy đủ trang thiết bị, Linh Mục Hồ Thái Bạch tự hào cho biết cái được lớn nhất là bà con giáo dân đã tự chủ trong kinh tế, nhiều gia đình có cuộc sống khá gấp 2 lần trước đây, không còn nợ ngân hàng, tình hình an ninh trật tự vì thế cũng ổn định hơn. Không chỉ giúp bà con giáo dân phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, Linh Mục Hồ Thái Bạch còn chăm lo cuộc sống của bà con giáo dân. Ông hướng dẫn bà con giáo dân xây dựng mô hình bioga kết hợp chăn nuôi. Đến nay có 27 hộ gia đình sử dụng bếp bioga có hiệu quả, vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa đảm bảo vệ sinh môi trường. Một từ khi cha về đến dư là có cái bioga mới hình đời trong xóm mà cũng phụ thá chứ mà ước chứ mà cả mà làm được tục cái xóm mà làm được thì đỡ. Trong cuộc sống thường nhật cũng như khi giảng đạo, Linh Mục Hồ Thái Bạch thường xuyên nhắc nhở bà con giáo dân chăm lo làm ăn, khuyến khích, tìm tòi các mô hình phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm. Ông còn phối hợp tích cực với chính quyền các cấp nhằm giải quyết tốt các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, đồng thời động viên bà con giáo dân tham gia các mô hình tự quản tại địa phương. Cái đóng góp của Linh Mục Hồ Thái Bạch nó có nhiều cái mặt tích cực. Linh Mục cũng phối hợp nhiều về cái mặt chính quyền thì Linh Mục Hồ Thái Bạch cũng có cái phối hợp chặt chẽ với chính quyền, thường xuyên trao đổi với chính quyền và ban nhân xã có những cái sự việc xảy ra hàng ngày của cái bà con giáo dân để mà có cái hướng để mà răn đe để giáo dục để chấn chỉnh hành vi vi phạm chẳng hạn. Những việc làm của Linh Mục Hồ Thái Bạch ở xứ đảo còn lắm khó khăn này đã góp phần tạo sự đổi thay trong đời sống cho hàng ngàn giáo dân. Ghi nhận sự đóng góp của Linh Mục Hồ Thái Bạch, năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã tặng ông bằng khen trong phong trào thi đua Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng hơn tất cả, với phong cách giản dị, gần gũi, ở cái tuổi xưa nay hiếm, Linh Mục Hồ Thái Bạch xứng đáng là một người công giáo, kính Chúa, yêu nước.
sống và hành đạo, tích cực góp phần mình vì công tác xã hội ở địa phương, Linh Mục Hồ Thái Bạch đã nêu gương sáng trong cuộc sống đạo đời, thể hiện sâu sắc tấm lòng kính Chúa yêu nước và sống tốt đời đẹp đạo. Linh Mục Hồ Thái Bạch nguyện chung sức cùng với bà con xây dựng giáo xứ Liên Hòa ngày một phát triển ấm no, hạnh phúc. Thưa các đồng chí và các bạn, trong rất nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014, tuổi trẻ công an Quảng Bình đã đến với bà con nhân dân xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. Với rất nhiều hoạt động thiết thực đã giúp bà con nơi đây có thêm niềm tin, ổn định cuộc sống. Thực hiện kế hoạch hè tình nguyện năm 2014 của tuổi trẻ công an Quảng Bình với mục tiêu là xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì Tổ quốc. Trong đợt tình nguyện này, tuổi trẻ công an Quảng Bình tiếp tục hướng về cơ sở, ở những địa bàn xa xôi để thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục những khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Kim Thủy là một xã vùng sâu vùng xa của huyện Lệ Thủy, cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Để chia sẻ một phần khó khăn vất vả với bà con nơi đây, hơn 30 đoàn viên thanh niên của tuổi trẻ công an Quảng Bình với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên đã lên với Kim Thủy, góp phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ngày tình nguyện đầu tiên tại xã Kim Thủy, tuổi trẻ công an Quảng Bình đã về với bà con hai bản An Bài và Hà Lẹc để khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 200 người già và trẻ mắc bệnh không có điều kiện về xuôi khám chữa bệnh. Đến với các em học sinh hai trường trung học cơ sở và tiểu học cơ sở trên địa bàn, đoàn đã trao 29 suất quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó, vươn lên học giỏi để động viên các em tiếp tục đến trường. Cũng trong đợt này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình đã trao tặng cho Ban chấp hành xã đoàn một bộ máy vi tính, đồng thời phối hợp cùng xã đoàn làm vệ sinh môi trường, phạt quang cây xanh và tu sửa lại những đoạn đường bị hư hỏng nặng, tổ chức các hoạt động hè cho các cháu thiếu niên nhi đồng của xã, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng tình đoàn kết giữa lực lượng công an và nhân dân ngày càng bền chặt. Đặc biệt, trong đợt tình nguyện tại xã Kim Thủy, đoàn viên thanh niên công an tỉnh Quảng Bình đã dành thời gian hơn 5 ngày để nói chuyện, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các chủ trương chính sách của nhà nước về giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy rừng, chương trình phòng chống tội phạm về ma túy, mại dâm, cách phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS. Thông qua đó, nhằm nâng cao ý thức, ngăn chặn và hạn chế phòng chống tội phạm và tai nạn giao thông cũng như các vấn đề khác liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn, góp phần xây dựng thể trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo môi trường bình yên cho bà con yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống, xây dựng vùng quê Kim Thủy ngày càng đổi mới đi lên. Chuyến tình nguyện của tuổi trẻ công an Quảng Bình đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho cấp ủy, chính quyền, bà con và nhân dân trên địa bàn. Họ thật sự yêu mến và dành nhiều lời khen ngợi cho các anh. Đây là nguồn động viên to lớn để tuổi trẻ công an Quảng Bình tiếp tục bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chuyên mục An ninh Quảng Bình hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.